Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Nguyễn Xúc Japan, chuyên hàng đồ nội địa Nhật. Hôm nay mình làm video clip giới thiệu các bạn một cái mẫu e quay lọc xì hàng Nhật nội địa có thương hiệu là Masson. Model của nó là GE3101. Đây là một cặp nhá. Với e quay này được thiết kế là 32 cần gạt một chiếc, mặt phay nhôm, điện 100V và có một cái cần gạt tổng này, tùy theo mình để to nhỏ. Ở đây mình sẽ quay cái hình thức đằng sau của nó. Điện 100V mà công suất là 9W. Nó có một đường vào, một đường ra. Cắm bằng jack Sony nhé. Nó là hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Và bây giờ mình sẽ mở quay cái nội thất của nó nhé. Nói chung là máy của nó thì làm rất là cẩn thận và linh kiện rất là đẹp. Và linh kiện chất nhé. Hàng Nhật bãi, bao zin bản 100%, nọc tiếng rất hay, kích tiếng khỏe, bát tép rõ. Còn một chiếc kia thì nó cũng như vậy thôi, tại vì nó ở bên dưới nên là không tiện lấy đâu. Và bây giờ mình sẽ mở test nhạc cho anh em xem nhé. Thẩm âm thử chất âm của nó. Một mình làm nên là hơi khó. Đây, công tắc nguồn à, mặt cục đáy nữa. Tín hiệu thì mình lấy từ cái điện thoại ra. Tại là mình đang ghép mấy con đẩy Carao nhé. Carao CT 2000. Đây là hai công tắc gạt tổng. Đây là chỉnh bát này. À, đây là chỉnh kép này. Đây là chỉnh chung này. Đây là chỉnh bát này. Chung là chiếc này nó là le quai chuyên dụng, lọc tiếng rất hay. Tiếng lên mạnh khỏe. Kết hợp cùng với những con cục đẩy cho là chất âm rất là hay luôn. Đây là không có quai này. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu mơ.
Đấy, mình có một cặp này, bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình cho số điện thoại 0358742679. Bên mình ship hàng toàn quốc nhé.